Cơ sở lồng lưới em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay em sẽ đưa tới các bác tổng hợp tất cả các mẫu lồng của đơn vị em. Đầu tiên là mẫu lồng cua, là một cái mẫu lồng mà em đang bán nhiều nhất, bởi vì cũng là đang mùa các bác đi đánh. Và em cũng nêu lên cái tác dụng của cái mẫu lồng cua để các bác thì mình được biết. Lồng cua của đơn vị em thì các bác sẽ đánh được cả nước mặn và cả nước ngọt. Đấy, và cái chất khung của nó là cái chất khung thép to nhá. Đây các bác nhìn. Đấy, với cái lồng này thì bác nào đã mua của đơn vị em rồi thì cho em xin một cái bình luận ở dưới cái video này. Bởi vì em đã gửi rất nhiều, toàn bác mua mấy chục cái một về để đánh tần. Cái này thì cái độ bền của nó rất chi là cao. Đây các bác nhìn, đây là cái chất lưới của cái lồng cua. Mắt của nó là mắt 1,5 phân. Đây nhá, mắt lồng này, chất thép này. Tất cả những cái lồng ở nhà em thì đều làm bằng một cái loại thép cứng như thế này, để giúp các bác làm sao sử dụng cho được bền. Đấy, và chiều dài cái lồng cua đây nhá. Đây là cái lồng cua để lằm này. Em mà quay cho các bác xem. Tất cả những cái dụng cụ hôm nay thì em sẽ chi tiết thật kỹ. Và cũng rất mong là các bác hãy nhớ tên nhá. Nhớ tên của nó để mua hàng cho nó dễ. Chiều dài để của nó sẽ là 50 này, 50. Dài là 35. Cao là 13. Đây này, cao là cái cửa vào của nó là 13. Đây là lồng cua nhá. Và khi các bác mà đã đến với bên đại lý em, cũng như là các bác đã tìm được một đại lý chính, và với cái mẫu lồng thì đây tất cả là đều là những cái mẫu lồng đặt, là cái mẫu lồng đặt lưới dày đấy ạ. Và khi các bác mua của đơn vị em thì em cũng toàn bộ là cái khung lưới này nhá. Các bác mua trên thị trường sẽ không giờ được cái chất lưới như này đâu. Đấy, và khung sắt nó phải cứng như này mới tốt này. Thì tất cả những cái mẫu lồng hôm nay thì khi các bác mà mua từ 10 cái là em Thảo sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Và giá sẽ rất chi là thấp nhé, chỉ mấy chục ngàn một cái thôi. Đấy, và đây là cái lồng ô. Lồng ô thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác lồng ô 8 lỗ. 8 lỗ là nó sẽ có 8 cái mắt vào đây. Đây là lồng 6 lỗ nhà em cũng đẹp như này nhá. Đấy, em chia sẻ tới các bác cái lồng 6 lỗ mà có 40.000 đồng thôi đây này các bác này. 6 lỗ 40.000. Đây là đáy nhá. Rất nhiều bác và tôi mua ở những nơi khác không bao giờ có những cái đáy như này, như nhà em sẽ may đáy như này để các bác nhà mình sử dụng cho nó được tiện lợi hơn. Đây là lồng 6 lỗ nha các bác nhá. Đấy, chất liệu này, dù này, khung hai khung. Rất chi là đẹp luôn. Lồng ô 40.000 đồng một cái, 6 lỗ nha các bác nhá. Cửa rất chi là to. Và đây là cái 8 lỗ này. 8 lỗ là 50.000 một cái. Đấy, các bác nhìn cái chất liệu lừa sắt của nó là sắt hai khung như này. Và chất lưới dai, siêu bền luôn. Chú các bác sử dụng hết mùa này qua mùa khác. Cái này thì các bác có thể vừa đánh tôm, vừa đánh cá lòng tong, cá trắng đấy ạ. Rất chi là ok luôn nhá. Cứ từ chục cái giờ lên là bên đơn vị em Thảo sẽ miễn phí ship hoàn toàn. Tiếp tới là tới mồi và dọ mồi này. À, giới thiệu luôn tới các bác cái lồng lươn ba hom. Đây là cái lồng lươn ba hom nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn này. Cái lồng này thì rất nhiều bác đặt. Chất liệu là nhựa dẻo. Các bác sử dụng càng lâu ngâm nước nó vẫn càng bền nha các bác nhá. Ba hom đánh cua rất hiệu quả. Thì với một cái lồng như thế này thì giá của nó rất chỉ là thấp thôi nhá. Đấy, đại lý em sẽ gửi trên toàn quốc. Và khi nhận hàng thì em sẽ đóng gói tháo nó ra như thế này này. Tháo ra và mỗi một cái lồng sẽ đi theo ba cái hom như thế này. Đây là một cái nhá. Đấy, sử dụng bền lâu luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với đầu số điện thoại em để ngay cạnh video. Đấy là số chính để em tư vấn các bác. Dọ mồi 20.000 một chục này. Mồi 10.000 một gói. Em lấy mồi đen, mồi to nha các bác nhé. Mồi này là mồi đánh cá này, lươn chạch, tôm, cua này. Mồi đa lăng. Đấy, còn nếu như các bác mà đang muốn tự làm mồi, em sẽ hướng dẫn cho các bác nhé. Đấy, và đây là chất lồng lưới kim cương. Ở cái video này thì sẽ có hai mẫu lồng tôm, đó là lồng ô và lồng lưới kim cương. Đây là lồng lưới kim cương này các bác này. Mặt của nó là 30, chiều dài là 55. Cái này các bác đánh buôn thủa nhá. Chất lưới thì các bác nhìn có biết, dai, siêu bền luôn. Đấy, và tới cái mẫu lồng cua là lồng lò xo, lồng cua và lồng cá. Đại lý em thì cái mẫu lồng này em bán chạy vô cùng, một ngày thì em gửi cả 1.000 cái trên toàn quốc luôn. Đấy, bác nào đang có nhu cầu mà đang muốn tham khảo thôi nhé, cứ liên hệ tới em. Em quay cho các bác xem nhìn cái chất lưới nó đẹp như này. Nhìn nó đượm như này các bác này. Dày dặn chắc chắn như này. Một chục này là 10 cái đây nhá các bác nhé. 10 cái này thì có 400.000 trên 10 cái thôi. Kích thước là 25-40. Đấy, 25-40 và cũng có thể là 20-45 nhá các bác nhé. À, 25 nhá. 25-45. Đây này các bác này. Mặt 25. Và cái khi nó bung ra, khi các bác mở bung ra như này nhá. Đây các bác nhìn cái chất lưới thì các bác biết này. Không đâu làm cái chất lưới như thế này. Mà không thì nó phải cứng, phải đứng như này mới gọi là lồng đẹp này. Cái này thì các bác có thể đánh cua, đánh cá, đánh những con mà to to hơn một ngón tay nhá. Bởi vì mắt của nó là mắt 1,5 phân mà.
Đấy các bác nhìn cái khung sắt của nó ok không? Rất chi là lâu mới có một cái đợt lưới lại đẹp đến mức độ như thế này. Các bác đánh nó vào qua hai cửa này, tất cả đây là cái hom nhé. Vào là sẽ không ra đâu các bác, vào thì không bao giờ có lối ra. Đấy, và mỗi một chục cái đây thì cái này em bán theo kích thước nhé. Ví dụ đây là kích thước nhỏ thì nó là 40.000, còn to hơn thì nó là 5-6-70.000, đủ các kích thước đây. Nếu như các bác đánh cá to, đánh cá chấm đen, đánh cá chuối, đánh ếch thì các bác sử dụng cái lồng to. Tất cả thì đều là lồng hai cửa như này. Ví dụ cái này là kích thước 30-60 này. Đấy, lồng rất chi là đẹp, không cứng, đứng im như này nhá. Lồng 33. Lồng 33 em có hai mẫu đi nhá. Dày đẹp như này. Đấy, và các bác đã đến với đại lý em thì em sẽ chia sẻ rất chi là nhiệt tình về tất cả những cái dụng cụ. Đây là lồng ô. Đấy, những cái bó lồng ô. Và tất cả những cái dụng cụ này thì em Thảo sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc nhá. Đấy, bác nào mà đã xem được cái video này thì chắc chắn là các bác đã tìm được một đại lý chuyên về đồ lồng lưới lớn nhất ở miền Bắc này. Và em sẽ gửi trong miền Nam, toàn bộ trong miền Nam là shop em gửi hết nhé. Đấy, và cứ từ 10 cả là em miễn phí ship hoàn toàn. Đấy, rất cảm ơn là các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ tới shop em qua những cái đoạn video, qua những cái dụng cụ thân thiện như thế này. Đấy, cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau thì em sẽ chi tiết về tất cả những cái mẫu lồng lưới của đơn vị em để các bác nhà mình được lựa chọn. Đấy, chào các bác nhé. Đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để đón xem và cũng như lựa chọn rất nhiều những món đồ hay của đơn vị em qua những clip ngắn như này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.